rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại nhập vào người của thằng Sơn hả? Con lạnh lắm chú ơi, chú đừng đuổi con xuống sông nữa. Mày là thằng Bình. Hai tháng trước đây bị Mai Gia kéo dò, bây giờ xác vẫn chưa được tìm thấy, còn nằm dưới sông lạnh. Không lẽ vì vậy mà chưa siêu thoát? Mấy ngày gần đây thường xuyên vào nhà của bà Sáu Sị, dám leo lên trên bàn thờ nhà của bà, làm trận làm thượng, làm khùng làm điên ở trên đó. Những cái chuyện ố về như vậy rốt cục là tại làm sao hả? Dạ không phải con, con không có làm mấy cái đó. Mày không làm, không lẽ tao làm? Dạ chỉ có duy nhất một lần con vào nhà bà Sáu Sị là để lấy mấy con gấu bông thôi à. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Dạ con thề, tụi con bị người ta ép làm á. Ai kêu mày làm? Đó là chuyện của tao. Mày đừng có nhiều chuyện như thằng lái ghe kia. Mày, à, thì ra mày là cái dông cầm đầu. Nói, tại sao mày lại xui khiến những dông nhỏ khác tới quậy nhà bà Sáu Sị hả? Ta ra lệnh cho ngươi hiện nguyên hình ngay lập tức. Ủa, sao con chú của mình không linh nghiệm? Hay là do quán khí quá nặng? Tới nhà bà Sáu Sị ăn cắp đồ chơi, lại còn gần ngay mé sông. Không lẽ mày chính là đứa con bị sảy thai của bà cách đây 3 tháng? Đúng, tao rất là quán hận bà. Vậy là mày chưa biết toàn bộ sự thật rồi con ơi. Bà không muốn sinh ra tao, điều đó là quá đủ. Không phải bà không muốn có mày, mà là cơ thể không cho phép. Từ nhỏ, sau khi trải qua một cơn bạo bệnh thì sức khỏe của bà không được tốt rồi. Đến khi mang thai mày là vì giữ không được. Chắc là phải gọi hồn bà Sáu Sị về để nói chuyện với nó mới được. Thiên linh linh địa linh linh, ta ra lệnh cho bà Sáu Sị hãy nhập vào thân xác của ta. Phương, tên Phương là cái tên mẹ định đặt cho con. Mày bị điên rồi hả cái thằng lái đò kia? Mẹ xin lỗi con, vì để cho con ra nông nổi này, sức khỏe của mẹ yếu ớt cho nên mới không giữ được con. Con mất rồi, nhưng mà cũng có linh thiêng, chắc cũng sẽ biết được. Mẹ mua rất là nhiều đồ chơi để trong phòng của con, để khi con chưa kịp siêu thoát sẽ có nơi để trở về. Lần trước mẹ không thể đi theo con, nhưng mà ông trời thương. 2 ngày trước trên đường đi mua đồ chơi, mẹ bị đột quỵ chết ở bên vệ đường. Ông lái ghe biết chuyện này cho nên lúc nãy đã gọi hồn mẹ về đây được gặp con. Con trai của mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ